Ở phía dưới chân núi Cà Mon, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, có 11 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu người dân tộc Hre sinh sống. Hơn 3 năm qua, các hộ dân ở dưới chân núi Cà Mon này luôn sống trong cảnh lo lắng bất an bởi ngọn núi gần nhà có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện vào năm 2019, rộng và kéo dài hàng chục mét. Nếu mưa lớn và kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Chúng tôi là có khi là sợ quá, càng bởi vì là khi ở ban đêm, ban ngày cũng vẫn sợ. Trong xóm chúng tôi sẽ càng dơi giúp đỡ cho bà con. Núi Cà Mon đã sập lở, mong muốn nhà nước là quan tâm giúp đỡ và giải quyết sớm di dời dân 11 hộ dân để qua chỗ an toàn. Vào mùa mưa lũ, suối nước Lăng dâng cao, 11 hộ dân ở dưới chân núi Cà Mon bị cô lập, không thể đi lại được. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, chính quyền địa phương xã Ba Sa đã vận động các hộ dân di rời đến nhà văn hóa thôn, trường học ở tạm để phòng ngừa tình trạng sạt lở núi. Núi Cà Mon thuộc tổ 2 thôn Núc Lèng thì có nguy cơ sạt lở, nó ảnh hưởng đến 11 hộ dân và 53 khẩu. Thì rất có nguy cơ sạt lở, nhất là mùa mưa. Rồi hàng năm là xã với mùa mưa là xã cũng qua vận động các hộ dân đến ổ tạm, các hộ dân ở thôn Núc Lèng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong các vùng nguy cơ sạt lở ở tổ 2 của thôn Núc Lèng của 11 hộ là 53 khẩu. Mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho 25 hộ dân của riêng tổ 2 là 11 hộ 53 khẩu, rồi tổ 4 rồi có 14 hộ để có nơi ở an toàn, để đảm bảo nhất là mùa mưa bão sắp đến. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ cùng các sở ban ngành có liên quan cũng đã kiểm tra thực địa tại khu vực núi Cà Mon để có phương án di dời dân trong mùa mưa lũ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ đang hoàn tất các thủ tục xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi Cà Mon ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng đã đi kiểm tra, khảo sát thì thấy là có vết nứt nó rộng và dài. Thì nội dung này thì huyện cũng đã chỉ đạo địa phương rà soát và đưa vô cái phương án phòng chống thiên tai hàng năm. Cho nên khi mà đi kiểm tra vừa thời gian qua thì thấy rằng thì vết nứt nó cũng ngày càng nó rộng hơn. Cho nên cái phương án thì cũng có thay đổi và giao cho địa phương là chủ động khi trời mưa mà kéo dài khoảng 2-3 ngày là phải tập trung di dời dân ra cái nơi an toàn nhất. Còn về cái phương án lâu dài, từ cái nguồn chương trình phát triển kinh tế xã hội, huyện cũng đã rà soát điều chỉnh cho trung hạn và đã bổ sung khoảng cỡ hơn 7 tỷ để đầu tư cái khu dân cư này. Và riêng cái năm 2023 thì huyện đã phân bổ 1 tỷ 7 để mà triển khai lập hồ sơ thủ tục thiết kế cũng như là đấu thầu để tổ chức thi công. Thì dự kiến thì cuối năm 2023 sẽ triển khai xây dựng cái dự án này. Hiện nay, miền Trung đang bước vào đỉnh điểm mùa mưa bão. Việc chuẩn bị các phương án di dân đến nơi an toàn khi có mưa lớn và kéo dài phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, cơ quan chức năng huyện Ba Tơ cần theo dõi sát sao diễn biến của các điểm nứt, có cảnh báo tại những nơi có nguy cơ sạt lở kịp thời. Những nơi nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm vào mùa mưa bão thì phải kiên quyết di dời người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Thưa quý vị, trong tuần qua, Truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc Báo Nhân dân đã nhận được 6 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 17 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng, 7 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Cụ thể như sau, khán giả Nguyễn Đình Kiệm, Vũ Đức Cường, Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tuân, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thúy, Hải Dương, Lê Dũng, Hà Nội, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn LTH, Đoàn luật sư Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Đinh Thị Vượng, Lê Mạnh Tuấn, Phạm Thị Oanh, Phạm Thị Thanh, Hà Nội, Nguyễn Thanh Thủy, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Dũng, Bình Định, Dương Minh Xuân, Hà Nam, Vũ Thị Na, Lạng Sơn,
Nguyễn Mạnh Hùng, Đồng Nai, Nguyễn Văn Tuyến, Nam Định, Nguyễn Bùi Tuyên, Hải Phòng, Nguyễn Văn Xanh, Bình Dương, người dân ấp 15, Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu, người dân tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, người dân tổ dân phố Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người dân thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đã có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Nguyễn Văn Giản, Ninh Bình, Nguyễn Văn Giới, Bắc Giang, Cao Bá Phượng, Trần Nguyên Thái, Trịnh Cao Hồng, Hà Nội, Nguyễn Văn An, Thanh Hóa, cán bộ công chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, và sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Văn bản trả lời số 493 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản của Báo Nhân dân, chuyển đơn của ông Nguyễn Hữu Quý, trú tại đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có nội dung khiếu nại quyết định 4579 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì về việc cưỡng chế thu hồi đất. Khiếu nại đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì giải quyết lần đầu tại quyết định số 3896 ngày 18 tháng 6 năm 2023. Căn cứ luật khiếu nại, nghị định số 124 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại, thông tư số 05 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn khuyến nghị, phản ánh, thì khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Quý thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoặc tòa án, đề nghị ông Quý gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền nêu trên để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Văn bản trả lời số 3325 của Tổng cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tư pháp, nội dung chính như sau. Tổng cục Thi hành án Dân sự nhận được văn bản của Báo Nhân dân, chuyển nội dung đơn của công dân tố cáo bà Vũ Thị Bích Hà, chấp hành viên thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thi hành án trái quyết định thi hành án, ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất theo quyết định số 20 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm, định giá và thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản kê biên. Tổng cục Thi hành án Dân sự chuyển công văn của Báo Nhân dân cùng đơn của công dân yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội xem xét nội dung vụ việc, chỉ đạo Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm xem xét giải quyết đơn của công dân theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, thông báo kết quả giải quyết đến công dân và Báo Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Thạc sĩ luật sư Ngô Thế Hiệp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc và khiếu nại của quý vị khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Vâng, xin được chào luật sư Ngô Thế Hiệp ạ. Xin chào MC Anh Thư và chào quý vị khán giả của truyền hình Nhân dân. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho luật sư như sau. Xin được hỏi luật sư, nếu tôi đi mua đất thì có nên đặt cọc mua bán bằng hình thức công chứng hợp đồng đặt cọc hay không ạ, thưa luật sư? Với câu hỏi của khán giả truyền hình Nhân dân TV, với câu hỏi này thì việc mua bán đất luôn gặp rất nhiều rủi ro, tranh chấp, vướng mắc về thủ tục, thậm chí có trường hợp dùng giấy tờ giả, lừa đảo khi mua đất. Tâm lý chung của mọi người là cố gắng tìm ra những giải pháp an toàn, tối đa bảo vệ được dòng tiền hoặc đảm bảo cho việc giao dịch mua bán đất được suôn sẻ. Do vậy, ý kiến của luật sư trong trường hợp này là người mua đất nên đặt cọc mua bán đất bằng hình thức công chứng. Lý do việc mua bán đất chỉ hợp pháp khi đầy đủ điều kiện chuyển nhượng, và trong số các điều kiện chuyển nhượng đó chính là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và việc mua bán đất qua công chứng thì đơn vị công chứng cũng đã trực tiếp kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán. Ngoài ra, hợp đồng đặt cọc được công chứng chỉ được giải tỏa khi có hợp đồng mua bán và hai bên được xác nhận điều này sẽ hạn chế được tình trạng chủ đất nhận cọc hoặc bán cho người khác sau khi nhận tiền đặt cọc và ký hợp đồng đặt cọc với bên đi mua đất. Có thể nói người mua ký hợp đồng đặt cọc được công chứng cũng giảm bớt
trạng thái lo lắng khi việc đặt cọc sẽ đảm bảo trong thời gian đặt cọc. Chủ đất cũng không thể công chứng do dữ liệu cơ bản đã được các tỉnh thành trong cả nước hệ thống hóa, như trường hợp của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Và câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả. Một khán giả giấu tên ở Thái Nguyên hỏi, một người trưởng thành đã có họ tên đầy đủ và theo họ cha, sau này thì có việc mâu thuẫn với gia đình nên muốn chuyển sang họ khác và không liên quan tới họ của cha mẹ nữa. Tuy nhiên thì người này cũng không làm con nuôi trong nhà ai. Vậy thì họ có thể tự đổi họ cho mình hay không, thưa luật sư? Với câu hỏi trong trường hợp này thì theo quy định của pháp luật dân sự, cá nhân có quyền có họ, tên và có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên của mình. Tuy nhiên, việc thay đổi họ, tên cần phải thuộc trong một trong các trường hợp luật định. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, điều 27 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, quyền thay đổi họ. Theo đó, nội dung luật ghi nhận 8 trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, gồm trường hợp thứ nhất là cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây. A. Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. B. Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Trường hợp thứ C là khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. D. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha mẹ cho con. Trường hợp D. Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. E. Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với luật pháp luật của nước mà vợ, chồng, người nước ngoài hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi. G. Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ. H. Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. Do đó, trong trường hợp này, nếu người trưởng thành đã có họ tên đầy đủ, họ theo cha mà muốn đổi sang họ khác không liên quan đến họ của cha mẹ nữa mà cũng không là trường hợp được nhận làm con nuôi nhà ai thì không được thay đổi họ của mình do không thuộc các trường hợp được yêu cầu thay đổi họ của mình nêu trên. Vâng, xin được cảm ơn luật sư đã tham gia phần giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý vị khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong chương trình sau. Phần cuối của chương trình Hộp thư truyền hình, xin mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục Ống kính công dân. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email hộpthunhanzantv@gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 hoặc 0946 401 661. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.